Hello, xin chào Lâm Phong. Chào anh Thái Quang, chào các anh chị em diễn đàn. Bữa giờ không có lên, bữa giờ về Long Khánh có công chuyện, À, bệnh nghe Sài Gòn. Thì vấn đề thực sự nóng hổi mà đang còn rất nóng. Trước khi chia sẻ một chút về tình hình Nga Ukraine thì cái chủ đề của anh là nói về cái việc vận động vừa rồi anh nói đúng không? Tả đất À, trí gì đồng đó vận đồng động hành à đồng ủng hộ hành cùng người đồng dân hành. Ukraine. Thì nãy giờ chung chung với anh Phát cũng có nói rồi, có phân tích rồi, thì mỗi người có một cái góc, một cái Đúng nhìn rồi. thì nó cũng khác nhau thôi. Nhưng mà cái nhìn của chung hoặc của anh Phát và của em thì là cái nhìn nó một hướng chứ nó không có ngược hướng, có nghĩa là cái nhìn khinh bỉ cái tụi này, cái nhìn khinh bỉ đó. Mỗi người có một quan điểm khác nhưng mà nó là khinh bỉ. Chưa bao giờ chúng ta có cái sự tôn trọng cái đám bao que này. Thì mình nói tại sao mình khinh bỉ nó. Nếu thật sự tụi nó yêu nước, thương dân thì mình không có lý do gì mình khinh bỉ tụi nó. Đúng rồi. Đúng không? Không có lý do gì. Bởi vì mình cũng là cái người dân sống trong ở cái đất nước này. Nếu mà họ bỏ công sức, họ bỏ thậm chí là tinh thần thôi, họ thật sự yêu nước thì mình trân trọng chứ. Giống giống như là Bố Cầm nè, anh Việt Rai, An Nhiên, những cái Việt kiều sống bên Mỹ mà họ thật sự yêu nước, mình rất trân trọng đó. Bản thân em, anh và các anh chị em ở đây vô cùng trân trọng những cái người mà sống xa tổ quốc nhưng mà luôn hướng về tổ quốc với một cái trái tim nóng Đúng rồi, đó. Thì cái đó là cái điều mà anh em mình vô cùng trân trọng, chứ ghi không có nhận, lý do gì mình khinh đúng bỉ, rồi, không có mình lý phải ghi do nhận. gì để mà khinh bỉ hết. Bởi vì tại sao mình khinh bỉ là vì nó đã có rất nhiều, đúng không? Rất nhiều, nó thể hiện rất nhiều rồi, mấy chục năm nay rồi chứ không phải mới đây. Chẳng qua là mới đây thì mạng xã hội nó phát triển mạnh thì anh em mình mới tiếp cận, mới mới càng rõ hơn cái bộ mặt của cái đám bao que, nó cái đám chống phá ở hải ngoại thôi. Thì đâu xa đâu, bây giờ một vài cái dẫn chứng để thấy được tại sao mình lại khinh bỉ họ đó. Thứ nhất, nãy các anh chị em đã so sánh cái người Việt, rất nhiều người đang homeless ở bên Cali đó. Họ tại sao họ không giúp đỡ những cái người cùng dòng máu, cùng tha hương cầu thực ở bên đó, rỗi hơi đi ủng hộ dân Ukraine, trong khi cái người cùng dòng máu mình không làm được việc đó đó. Rồi ở Việt Nam anh thấy đó, tụi nó qua bên đó tụi nó hô hào chống phá cộng sản, đúng không? Để gì? Để vận động, thành lập tổ chức hội đoàn để vận động xin tiền lừa đảo nhiều lắm, rất nhiều cái tổ chức thành lập ra để mà lừa đảo, để vận động. Tại sao? Nếu tụi nó là người sống có tình người, nhân văn, thì tại sao nó không làm được cái việc? Ở Việt Nam này có cái nghĩa trang Bình An anh, nghĩa trang của những người lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nó bê bết, nó bệ rạc. Tại sao nó cũng nó gây biết bao nhiêu cái quỹ bên đó, không có thằng nào về xây được cho họ một cái mộ. Đó là cái gì? Là đồng đội ngày xưa vào sinh ra, mặc dù ở bên kia chiến tuyến, nhưng mà chưa, trong tất cả các cái tình bạn mà chúng ta nói ở trên bàn nhậu hoặc là những cái cuộc vui chơi, nó không có hề có cái sự gắn kết lớn ấy. Là mà em nói chỉ có cái tình bạn mà vào sinh ra tử, tình đồng đội đó nó mới là thiêng liêng. Đúng rồi, Nhưng mà đây tụi sống này chết nó có coi như nhau, không, sống chết. tụi này nó coi như không, nó qua bên kia rồi có bao giờ nó quan tâm đến là ngày xưa đồng đội tao đã hy sinh ở Việt Nam, bây giờ ngôi mộ nó như thế, nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất gần nửa thế kỷ như thế, tao phải về, tao phải vận động, tao về tao xây cho đồng đội tao một cái ngôi mộ khang trang. Chưa có thằng nào làm được việc đó anh, ngoài hô hào chống cộng để kiếm tiền. Vì tại sao mình lại tôn trọng những cái kẻ đó? Mình khinh bỉ là quá đúng rồi. Anh thấy đó. Nam Phong nhớ tới cái chuyện mà của cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Cao Xuân Huy không? Đúng không? Tức là trên đường họ di tản thôi, tức là họ rút lui đó.
vì giành nhau một cái chỗ trên tàu mà họ còn xử nhau nữa để giành cái chỗ đó, Đúng rồi. thì họ đâm phong Đâu, chứ họ thương đâu. ai, đúng không, nhớ không? Thì cái miệng mồm à, tụi nó nhớ cái vụ mà quan trị chạy vô gì Đúng trên rồi. tàu bắn tàu chưa, nói chung là tàu không đủ chỗ cho nên là tụi thủy quân lục chiến nó bắn những cái sắc lính Binh chủng khác, khác, ừ, đúng rồi. binh Đó. chủng khác, sắc lính khác đó, thì rõ ràng anh thấy đó, Chào Huy. cái miệng của nó là yêu nước thương dân mà Ừ. mình nghe thì mình thể hiện cái sự khinh bỉ vô cùng. Nó yêu nước cái gì, yêu nước cái gì mà khi hàng hóa Việt Nam được xuất khẩu qua bên Mỹ nó lại đem ra nó đem ra nó gọi là nó Tẩy tẩy chay, chay. nó là người Việt. Cái hàng hóa đó đâu phải của Đảng Cộng sản họ làm ra mà đó Đúng, là cái người nông của dân người Việt dân. Nam họ làm ra. Những cái người dân họ làm ra cái hàng hóa đó họ xuất khẩu sang Mỹ để gì, để thu lại cái lời, để nuôi sống gia đình bản thân, để phát triển đất nước. Đằng này nó hàng hóa Việt Nam qua đó thì nó đem ra nó tẩy chay. Anh thấy nó yêu nước cái gì, tụi đó nó yêu nước cái gì, nó thương dân cái gì, đúng không anh? Đúng rồi. Rất lỗ bịch. Rồi nó yêu đất nước Việt Nam bằng cách, anh thấy không, mỗi lần mà chúng ta đất nước mình mà có cái gọi là cái Thành họa giống như là tựu. thiên tai bão hoặc là dịch bệnh thì anh thấy đó nó cười, nó sung sướng, nó hả hê. Chính xác. Chúng ta nếu mà những người mà theo dõi mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của cái lũ mà mở miệng ra nó yêu nước thương dân này, nó luôn đi ngược với lợi ích quốc gia dân tộc. Có bây giờ nó vỗ tay nó tán thưởng những cái thành tựu mà Việt Nam chúng ta đạt được không? Chưa bao giờ. Khi chúng ta đạt được những cái thành tựu trên trường quốc tế được thế giới công nhận thì nó lại là cái Bị người đi bôi. ngược lại. Nó chê bai, nó dè biểu, thậm chí nó xuyên tạc bịa đặt để nó hạ thấp uy tín của đất nước. Thì nó yêu nước cái gì, nó thương dân gì? Rồi cái những cái ví dụ như cái xe VinFast cũng vậy. Vừa phát, đúng rồi. VinFast phát triển thì cái đóng góp hàng hàng mỗi năm hàng ngàn tỷ cho cái đất nước này, để xây dựng đất nước này, thì nó quay lại nó chống phá, nó xuyên tạc, nó bịa đặt, đúng không? Nó lôi hết cái chuyện này đến kia để nó đánh phá VinFast. Trong khi người Hàn, người Nhật, tất tần tật những cái nước khác họ có cái sản phẩm nào mà ra thế giới họ rất là ủng hộ, đặc biệt là cái người Hàn Quốc. Nó cứ đem Hàn Quốc để nó so sánh, nhưng mà cái người Hàn Quốc anh thấy họ ủng hộ cái hàng hóa trong nước của họ ghê lắm. Anh thấy Hàn Thượng Quốc tôn dân tộc, đúng rồi. họ xử mấy không bao giờ, ít khi họ sử dụng Toyota xe, anh cứ cứ để ở Việt Nam mình đó. Hàn Quốc họ sử dụng Hyundai, Đúng rồi. người Hàn Quốc á, là xe của nước họ đó, họ không sử dụng Mack, không sử dụng những cái xe của châu Âu luôn, bởi vì họ ủng hộ đất nước. Cũng là cái xe có thể nó kém một chút nhưng mà tinh thần dân tộc họ có, họ sẽ ủng hộ. Đó là cái điều mà cái đám ba que này không bao giờ có được. Và tụi nó là cái kẻ, là những cái kẻ mà phải nói là vô lương tâm nhất trong những cái cộng đồng mà đang ở Mỹ, cộng đồng người mà ở cái hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, người Campuchia họ không có chống phá đất nước, người Trung Quốc họ không chống phá đất nước, người Philippines họ không làm việc đó, người Ấn Độ họ cũng chẳng làm cái việc chống phá đất nước. Chỉ có những cái kẻ ba que là lúc nào cũng chống phá đất nước hết. Đó, anh thấy không? Nó chống phá nửa thế kỷ này và nó là những cái kẻ thất bại. Thất bại toàn diện. Bởi vì sao? Nó chống phá cho nên nó đâu có làm được cái trò chống gì cho nước Mỹ đâu anh. Đúng rồi. Nó ghét tàu khựa lắm, nó ghét Trung Quốc lắm. Nhưng mà cái người Hoa bên Mỹ nó làm cho nước Mỹ rất nhiều điều, trong khi cái đám ba que này nó không làm được tích sự gì. Cái thằng gì mà vận động đó, thị trưởng thành phố, một cái thành phố nhỏ thì nó là cái gì anh? Nó Đúng rồi. chả là cái gì hết. Trong khi vừa rồi á, một cái người 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 Mỹ gốc Hoa họ còn tranh cử tổng thống kìa, đúng không anh?
Đúng rồi. người Mỹ gốc Hoa tranh cử tổng thống đó, và sau này ông bỏ đó, có nghĩa là cái về chính trị người Hoa này họ có cái ảnh hưởng cực lớn đối với Trung Quốc. Còn về kinh tế sao, cái người Hoa họ làm, họ có hàng 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 ngàn cái doanh nghiệp và thu về mỗi năm doanh thu hàng hàng tỷ tỷ đô cho nước Mỹ, rồi họ đem về cho nước Mỹ 7 cái giải Nobel rồi, trong khi cái đám chống cộng này nó đem về cái gì cho nước Mỹ? Nó đem về cái sự nhục nhã cho nước Mỹ bằng cái cầm cái cờ ba que trên cái đồi Capitol. Nó làm được cái gì? Không làm được một cái việc gì hết cho nước Mỹ, cái nơi nó đang sống, chứ đừng có nói mà nó yêu thương đất nước cái Việt Nam rồi bây giờ đòi yêu thương cái dân tộc Ukraine, đúng không? Nó hết Chính sức xác. là gọi là mình, người ta nói một cái câu là không thể ngửi được những cái Dạ lời đúng. tụi nó nói ra, không Nó thể làm cho ngửi được. người dân, tức là họ làm cho người dân chúng ta cảm thấy họ rẻ rúng, đúng không Nam Phong? Với lại nhân tiện Nam Đúng rồi, Phong vừa nhắc tới trung vị. cái chữ Trung Hoa đó, thì anh gợi anh nhắc cho Nam Phong với mọi người ở điểm này nữa nè. Bất cứ cái vấn đề gì khi đất nước chúng ta liên quan tới Trung Quốc, Trung Hoa gì đó, thì họ bảo là chúng ta bưng bô tàu, lệ thuộc tàu và kêu gọi bài trừ vân vân và mây mây. Thì ngược lại, chính bọn họ lại tôn thờ tượng giới thạch. Ủa, xin hỏi mọi người, tượng giới thạch không phải người Tàu hả? Không phải người Giờ Trung thấy anh Hoa hay văn anh. sao? Đúng không? Đúng không? Dạ, Đó. ngày xưa tự nhiên thành giờ là Tượng thấy giới anh thạch là văn xuất đó. phát từ đâu thì mọi người Dạ. biết rồi, đúng không ạ? Tượng giới thạch tính ra sâu sắc cuối cùng cũng là một kẻ thua trận, đúng không? Ở Rõ ràng đây chưa? nè, dạ em đồng ý anh Thái Quang, nhưng mà cái vấn đề ở đây nó tung hô tượng giới thạch và bây giờ là Thái Anh Văn, nhưng mà tụi nó ngu xuẩn một điều, chính chính Quốc Dân Đảng của tượng giới thạch lại là cái kẻ mà gây ra cái tranh chấp Biển Đông cho Đúng đến rồi. tận bây giờ. Chính Bởi xác. vì cái đường lưỡi bò là thằng cái đường chính đoạn ngày xưa là thằng Quốc Dân Đảng nó vẽ ra, tượng giới thạch nó vẽ ra, và thằng chính quyền Trung Quốc bây giờ nó tiếp tục, nó kế thừa để nó muốn thôn tính Biển Đông đó. Chính cái thằng Quốc Dân Đảng của tượng giới thạch là cái thằng vẽ ra đầu tiên cái đường lưỡi, hồi ngày xưa nó gọi đường chính đoạn, bây giờ mình gọi là đường lưỡi bò đó. Thì tụi nó tôn thờ, tụi nó yêu nước cái gì, nó toàn là đi đi bợ đích ngoại bang để hãm hại đất nước đó. Thì cái chủ đề của anh thì em chia sẻ với quan điểm cá nhân này diễn đàn, Rồi. Cảm ơn ông Phong rất là và nhiều nghe em nha. xuống nha. Ok. Dạ.